Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Authentic. Thì trong video ngày hôm nay em gửi đến cho bác đây là hai cái mẫu sản phẩm đồng hồ đến từ nhà Oren, và đây là thuộc dòng thợ lặn và nó có một cái dòng Marco rất là nổi tiếng của nhà Oren, chuyên để các bác đeo một cái phong cách thể thao này, một cách bơi lội đi lại thoải mái. Thì với cái thiết kế của chiếc này thì hôm nay em gửi đến cho bác, em mới về được. Đây là một phiên bản Oren Marco 3 và một phiên bản Oren Marco 5. Thì em sẽ đi review chi tiết cho bác về hai cái mẫu sản phẩm này, thì nó sẽ có những cái ưu điểm và đặc điểm khác nhau, thì em sẽ review chi tiết cho bác xem nhé. Thì với cái chiếc đầu tiên mà em muốn giới thiệu đến cho bác, đây là phiên bản Oren Marco 3. Oren Marco 3 thì nó sẽ có mã hiệu của chiếc này thì chính là RA-AA này 0003R19B. Thì với cái phiên bản này thì các bác có thể thấy ở đây, đó chính là một cái thiết kế khá là đẹp, một cái thiết kế vô cùng sport và thể thao. Đấy rồi, chúng ta ở đây chúng ta sẽ có một cái tầm giá. Hiện tại em đang gửi đến cho bác một phiên bản Oren Marco 3 màu đỏ mận như này, thì em gửi đến cho bác mức giá của nó chỉ có là 5.500.000 đồng, hàng mới 100%, đầy đủ hộp sổ. Thì với cái chiếc này thì các bác có thể thấy ở đây là 5.500.000, đó là phiên bản quốc tế nhá. Đây là giá tầm phiên bản quốc tế, các bác có thể thấy ở đây chính là Moment Japan này. Đấy, đồng máy F692 với cái cỗ máy nó cực kỳ quen thuộc của phiên bản Marco này, thì nó sẽ có đầy đủ những chức năng như là lên cót tay, sừng kim dây, cái chỉnh giờ, tần số giai đoạn 21.600 và độ tích cót tầm 40 giờ trong những phiên bản Oren Marco như thế này. Đó rồi, chiếc này thì nó sẽ có thiết kế ở đây thiết kế 3 kim khá đặc biệt ha. Một cái kim phút thì được làm kiểu lưỡi kim vắt nhọn, còn kim giờ của nó là kim mũi tên. Đó rồi, ở hướng 3 giờ đây sẽ có một cái ô lịch kép. Đấy, một cái ô lịch kép khá là đẹp ha. Rồi ở đây thì sẽ có một dòng chữ Oren Automatic được đặt ở hướng 12 giờ. Một dòng chữ Water System của chiếc này 23, đây chính là 200 mét nước. Đó rồi, ở đây thì các kim cọc giờ của nó kim cọc giờ kẻ vạch. Đó, và làm khá là to bản ha. Thì với những phiên bản Oren Marco thì với dòng thợ lặn này thì em đánh giá cực kỳ cao về dạ quang, thì dạ quang của những chiếc này làm cực kỳ sáng. Đó, chuyên về dòng thợ lặn thì dạ quang nó rất cần thiết khi mà chúng ta đi lặn ấy, để chúng ta có thể canh chỉnh giờ một cách đúng nhất để chúng ta có thể tiện sử dụng. Đó rồi, ở đây thì nó sẽ có được trang bị ở đây chính là một cái mặt kính sapphire nguyên khối trong trời chống sức gần như là tuyệt đối. Đó, các bác có thể thấy là cái ưu điểm của chiếc này cực kỳ là lớn, tầm 5.500.000 đồng là các bác đã có một cái mặt kính sapphire nguyên khối rồi. Đấy rồi, ở đây thì nó sẽ có một cái thiết kế viền benzen bên ngoài khá là to bản này. Đó, khá là to bản và rất là mượt ha. Đó rồi, ở đây sẽ có một cái núm chỉnh hướng góc 3 giờ, hai cái đai bảo vệ cho cái núm chỉnh này. Đấy rồi, ở đây thì sẽ có một cái núm chỉnh skill down. Cái núm chỉnh này thì gia tăng cái độ chống nước tốt hơn cho cái chiếc đồng hồ này. Đấy rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bộ dây thép đúc đặc nha. Một bộ dây thép đúc đặc được phải xước gần như là toàn bộ rồi. Đó rồi, ở đây thì nó sẽ có là một cái khóa kép đến từ thương hiệu Oren. Chiếc này thì nó sẽ có một cái thước dây mặt của em này, rơi vào đâu đấy tầm 42 đấy, 42 thì sẽ phù hợp với cột tay của anh em đầu đấy. Ở trên 16 anh em đeo những chiếc này sẽ vô cùng hợp lý nhá. Ví dụ như cổ tay của em đây là cổ tay 16, anh em đeo có thể thấy là với cổ tay của em thì đây đeo khá là vừa rồi. Đấy, còn nếu như mà anh em cổ tay to hơn thì anh em vẫn có thể đeo được. Còn cổ tay bé một chút thì tầm 15.5 anh em nên cân nhắc về cái chiếc này. Đó rồi, phiên bản này thì phần đáy của chiếc này sẽ có một cái logo thương hiệu của dòng Marco này. Ở đây thì sẽ có là Sapphire Crystal, chứng nhận Sapphire nhé, Moment Japan phiên bản quốc tế. Ở đây thì nó sẽ có là Epson này, water system của chiếc này là 20 mét nước, à 200 mét nước nhé. Đó, 23 stainless steel. Đấy rồi, chiếc này em gửi đến cho bác mức giá của nó là 5.500.000 đồng phiên bản này. Ở hiện tại thì Marco dòng này này, Marco 3 đang là một trong những cái dòng cực kỳ hot của nhà Oren và đang có cái lượt bán cực kỳ khủng đấy trên thị trường hiện nay. Cho nên là về những phiên bản Oren Marco 3 như thế này là có những cái tông màu khá là đẹp. Đó, tông màu khá là đẹp, cho nên là Oren Marco 3 đợt này giá của nó không hề rẻ đâu. Đấy, các bác cũng lưu ý nhé. Đó rồi, cái chiếc tiếp theo đây là một phiên bản Oren Marco 5. Thì để cho bác xem về hai cái phiên bản Oren Marco 3 và Marco 5 này. Oren Marco 5 thì nó sẽ có các kim cọc sờ của nó, kim cọc sờ nó làm thanh mảnh hơn. Đấy rồi, nó sẽ có cọc giờ kẻ vạch đan xen với cọc số tự nhiên
để cọc giờ số chữ nhiên nữa. Đấy, về những phiên bản này thì nó sẽ cực kỳ giống những phiên bản Oren Macro 2. Oren Macro 5 thì nó sẽ khá giống với phiên bản Oren Macro 2 đấy, nhưng mà nó sẽ có những cái cải tiến nhất định về màu này. Đấy, và nó sẽ có kính của nó cũng sẽ được trang bị kính sapphire nguyên khối. Đó, không phải là kính Oren Macro 2. Oren Macro 2 thì nó là kính kính khoáng cứng thôi, còn Oren Macro 5 ở đây sẽ là một phiên bản kính sapphire nguyên khối. Đây là một cái cải tiến cực kỳ là đáng kể cho dòng Oren Macro 5 này. Đấy, rồi thiết kế của chiếc này thì nó sẽ có một cái tông màu xám. Màu xám này cực kỳ đẹp ha. Màu xám này thì hiện tại em đang gửi đến cho bác mức giá của nó chỉ còn là 5.800.000 đồng. Và phiên bản này nhá, các bác bỏ ra hơn 300 là các bác đã sở hữu, hơn 300 nữa là các bác sở hữu được Oren Macro 5 rồi. Đấy, và nó sẽ có là phiên bản này, phiên bản Japan, phiên bản nhập nội địa. Đấy, các bác có thể thấy ha. Rồi kim cọc của nó, kim cọc giữa kẹo vạch đan sen, kim cọc số tự nhiên. Đó, rồi ở đây sẽ có những chi tiết mạ vàng PVD được đã làm ở trên cái phần kim cọc giờ, kim cọc phút này. Đó, rồi kể kim dây cũng vậy, mạ vàng PVD màu vàng chanh cực kỳ đẹp. Đó, rồi ở đây sẽ có thêm là cái viền benzen, cũng là một cái thiết kế viền benzen ha, khá là mượt. Đó, rồi cỗ máy của nó cũng y chang như thế thôi, không khác gì F692. Đó, rồi ở đây sẽ có một cái phần thân vỏ được làm bằng chất liệu thép chuyên dụng chống gỉ bằng 6L, một chất thép chuyên dụng trong y tế, chống gỉ cực kỳ tốt và có độ bền cực kỳ là cao. Đó, rồi ở đây thì nó sẽ có một cái bộ dây thép đúc đặc luôn này. Size mặt của em này nó cũng tầm 42 thôi, 42 thì sẽ phù hợp với cổ tay của anh em đâu đấy, như em tư vấn rồi đấy, tầm từ 16 trở lên là anh em sẽ đeo được chiếc này cực kỳ đẹp ha. Đó, rồi em sẽ lên tay thử cho bác xem về phiên bản này nhá. Đó, các bác có thể cân đối với cái phiên bản này. Đó, rồi chiếc này thì hiện tại em đang gửi đến cho bác mức giá của nó là 5.800.000 đồng. Đợt này thì em đang giảm giá cực kỳ sâu về phiên bản Oren Salmon, phiên bản Oren Macro này. Đó, một cái mức giá cực kỳ tốt. Đây, nó sẽ có những chứng nhận như là sapphire này. Đó, rồi độ chống nước cũng là 200 mét nước này. Số serial number chiếc này cũng có tem chống giả của Oren. Đấy, rồi chiếc này em gửi đến cho bác mức giá của nó là 5.800.000 đồng, và Oren Macro 3 là 5.500.000 đồng. Các bác nào quan tâm về hai cái chiếc này, các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0969 33 2822. Em sẽ tư vấn trực tiếp cho bác về những mẫu sản phẩm này. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những chiếc video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.